Dạ xin mến chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Lời nói đầu tiên Út Mai Vàng Tịnh Biên xin gửi đến quý cô chú anh chị luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ, dạ chào cô chú anh chị. Địa chỉ của em là tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m nha anh em. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út nha. Đây cũng là số Zalo và Facebook của em nha. Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên. Cô chú anh chị gọi là Bonsai Tịnh Biên là có trang cá nhân của em nha. Vậy rồi không để mất thời gian của quý cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn ạ. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai xù, lùng lực búp mang nghe cô chú anh chị em. Cái này xù chảy chín hiệu 100% nha. Đó, cấu cành to lực luôn. Cây rất đẹp cô chú anh chị. Rồi em xem một vòng nha. Xù hầu như được gần như 100% nha chú anh chị. Đế nở rất đẹp nha, đế dách chữ A không chú anh chị. Cái này em không biết mặt bông nha, cô chú anh chị thích ghim mình chơi ghim nha, còn thích ghép mình về mình ghép cho chú anh chị. Thường thì cái xù là 70% là bông đẹp của chú anh chị. Rồi em cho xin đồng số em ơi. Chiều cao là 47. Chiều cao 47 của chú anh chị. Kính bầu là 55. Đường kính bầu 55. Cái này của chú anh chị về mình vô chậu 6 nha. Ép chậu rất là đẹp của chú anh chị. Bình thăng là 45. Hoành chuẩn 45 của chú anh chị. Củ. Cái củ em, đo cái củ ha, Thảo. Cái củ là 60. Cái củ đặt 60. Cốc cành em đo hai cốc cành thôi. Chi nè 13. Cốc chi 13 của chú anh chị. Cốc chi nè 11. Cốc chi 11. Cái ngọn nè, cái ngọn bóp giót 13. Bóp giót còn 13. 13 luôn của chú anh chị. Cây sạch sẽ không hẹo dít của chú anh chị. Đây mấy dít hẹo hồi xưa là ở liền hết trơn của chú anh chị. Cây rất đẹp nha, em quay đi em. Lùng lực bút măng luôn của chú anh chị. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Cây sạch sẽ không hẹo dít nha, bao chú anh chị luôn nha. Xù gần như 100%. Rồi, em ôm cái mai. Cây rất đẹp của chú anh chị. Dạ rồi, cây mai xù lùng lực búp măng. Em xin mạng phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 22 triệu ạ. À. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Cô chú anh chị thiện chí thì alo với em qua số điện thoại là 0919 755 533. Em tên Út nha. Số điện thoại em có để bên phải màn hình nữa cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin chào quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị clip sau ạ. À. Dạ em xin chào ạ. À.